cần một chiếc xe đẩy. Bỏ tiền vào đây đi. Được rồi. Là số 4. Tạm biệt. Tạm biệt. Này cậu, cho tôi một chiếc xe. Tiền đâu? Chiếc này. Được rồi. Ta 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 ta. Là số 7. Bán ô tô, bán ô tô đây. Trả tiền. Được rồi. Là số 2. Không có tiền, không có xe.